Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với channel Easy Frontend và mình là Hậu. Trong video này, mình với các bạn sẽ cùng nhau mình bước sang một cái video để mình làm thử một cái gọi là một cái form rất là đơn giản thôi, một cái form đơn giản để minh họa cái việc là cái flow này nè. Mình đã trình bày ở video trước á, thì mình sẽ cài đặt một cách đơn giản nhất có thể, thì nó sẽ trông giống như thế nào các bạn ha. Ok, bây giờ mình bắt đầu thôi. Rồi, thì nếu bạn nào mà nhảy tới video này mà chưa xem video trước á, thì mình khuyên các bạn nên xem ha, để các bạn hiểu được cái idea, cái ý tưởng mà mình muốn làm cho cái form, tổ chức cái form trong dự án của mình nó như thế nào ha. Rồi, thì trong video này bây giờ mình sẽ cài đặt, đầu tiên là mình sẽ cài đặt cái âm thần Rack Hook Form trước. Mình cài đặt âm thần Rack Hook Form, sau đó mình sẽ tự setup một cái form. Ở đây mình sẽ làm cái login form các bạn ha. Thì Rack Hook Form thì các bạn vào trong này các bạn sẽ thấy là nó kêu mình cài đặt là install cái Rack Hook Form này. Đó, cái tên thư viện Rack Hook Form ha. Khá đơn giản thì mình sẽ cài đặt trong cái project của mình ha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy mình thì dùng Yarn, nên mình sẽ là Yarn nè, mình add React Hook Form đó. Thì sau khi mình cài xong á, thì mình sẽ coi thử là nó cài version bao nhiêu để cho các bạn còn biết là nó đây, nó sẽ cài cái thư version là 7.37 các bạn ha. Tại vì đôi khi các bạn mà xem về sau á, nó lên version 8, version 9 chẳng hạn. Thì các bạn biết là mình trong cái video này mình đang xài version 7 ha. Đó, 7.37. Rồi sau đó mình sẽ start lại cái server của mình. Nó còn cài thêm một số thứ khác, nhưng mà tạm thời mình cứ dùng trước cái React Hook Form trước thôi ha. Còn mấy cái khác mình tính sau. Rồi, thì theo cái ý tưởng này nè, đầu tiên là mình sẽ có pages hoặc là container. Ví dụ ở đây mình sẽ có trang là login page. Thì cái login page này sẽ xử lý cái logic của cái việc gọi là mình submit đăng ký hoặc là submit đăng nhập các kiểu. Rồi ở dưới này mình sẽ là cái form component, tức là sẽ là cái login form. Rồi bây giờ mình có cái trang login chưa? Mình có trang login rồi nè. Đó, mình có trang login rồi. Thì bây giờ là mình sẽ add thêm một cái login form vào đây. Lúc trước là mình chỉ cần click là nó đã login đúng không? Nhưng bây giờ phải cho người user nhập cái kiểu nữa. Rồi, thì ở video này mình sẽ làm đơn giản trước là bây giờ mình có cái page login như này đúng không? Bây giờ mình sẽ tạo một cái folder mình gọi chung là auth đi. Thì trong cái auth này nó có thể bao gồm cả login, rồi cả register là đăng ký, rồi bao gồm cả forget password. Đó, thì nó sẽ gồm nhiều cái component. Thì trong này mình sẽ tạo trước một cái mình gọi là thằng login form đi ha, là TDS. Rồi sau đó là mình sẽ là gì các bạn? Mình sẽ thêm một cái file gọi là index.js nữa để nó export những cái component mà mình có trong cái thằng là login form. Đó, để lúc mình import mình chỉ cần import cái thằng component auth thôi, mình không cần phải chở trực tiếp tới thằng login form này ha. Rồi thì ở đây nó báo lỗi là do mình chưa khai báo ở trong cái thằng login form này, thì mình sẽ export một cái component ở đây mình gọi là login form đi ha. Rồi nó tạm thời chưa có gì hết, thì ở trong login page của mình sẽ add cái login form vào. Mình sẽ add cái login form. Thì các bạn thấy là nó chỉ cần import tới là a cộng component auth thôi, nó không cần phải đi trực tiếp tới cái thằng login form này ha. Đó, rồi mình tạm add đơn giản vậy thôi ha, mình chưa xử lý gì hết. Cannot be okay. Tại vì mình chưa return gì cho nên nó không có hiểu gì, mình return null tạm đi. Thì nó không báo lỗi nữa. Rồi. Ok, thì cái việc mà ở đây nè, theo cái mô hình này nè, ý nghĩa là gì? Là cái thằng page này nó sẽ xử lý cái logic login. Thì tức là gì? Thằng login form này nó sẽ xử lý giúp mình những thứ như chẳng hạn như là lấy cái value input của thằng user, rồi nó validate thông tin nó có hợp lệ hay không, cho đến khi thằng user nó bấm submit. Nếu mà nó là hợp lệ thì cái thằng login page này chính là cái thằng sẽ xử lý cái việc submit đấy, cái nút submit đấy nó làm cái chuyện gì. Ví dụ là login xong sẽ redirect đi đâu đấy chẳng hạn, thì cái chuyện đấy mình sẽ để cho cái ông thằng login page này xử lý. Thì cái login page này nó xử lý, cái nó sẽ xử lý ở tại một cái function ở đây, hoặc là nó sẽ dispatch một cái gì đấy lên trên store, trên Redux, hoặc là ở đây thì mình có sử dụng cái thằng SWR thì mình lại dùng cái SWR kiểu kiểu vậy. Tức là ở đây thì việc xử lý logic là do cái thằng page nó xử lý, còn cái form này nó chỉ là xử lý những thứ liên quan của cái form thôi, như là lấy input, validation các kiểu. Đó là mỗi thằng mỗi nhiệm vụ ha. Rồi bây giờ trước mắt thì mình chưa truyền dữ liệu gì cả, mình tạm thời mình để một cái form đơn giản như vậy thôi, mình sẽ truyền từ từ sau. Bây giờ mình sẽ setup một cái form đơn giản trước ha. Ví dụ như đầu tiên là mình sẽ còn phải là import cái ông thần là gì các bạn, React, chúng ta lần xíu nè, React from, mình có React ha.
Rồi bây giờ là trong cái login form này thì mình sẽ sử dụng cái ông thần React Hook Form. Thì trên cái tài liệu của nó sẽ có, bạn xem thì bạn sẽ thấy là nó sẽ có Use Form và Use Controller. Mình sẽ sử dụng hai thằng ông thần này. Thì về document các bạn tự đọc giúp mình ha. Thì bạn nào cũng có khả năng đọc tài liệu mà, nên là các bạn cố gắng đọc tài liệu giúp mình. Mình sẽ không giải thích lại cái document ở đây ha. Rồi mình sẽ sử dụng, nhưng mà mình sử dụng một là Use Form, hai là Use Controller. Thì cái này là một cái câu chuyện mình muốn share với các bạn nè. Tức là các bạn, cái thư viện nó cung cấp là một chuyện, nhưng mà cái việc bạn sử dụng như thế nào trong dự án của bạn cho nó tối ưu, cho nó hiệu quả, nó là một câu chuyện khác các bạn ha. Không phải là bạn cứ follow đúng cái example của ở trên này là xong, mà nó chỉ là những cái ví dụ đơn giản thôi. Bạn phải phát triển lên và bạn phải làm sao customize lại cho nó phù hợp nhất trong cái project của các bạn nữa ha. Rồi ở đây mình sẽ tạo ra một cái form. Mình sẽ dùng một cái use form của React Hook Form này ha. Đấy, rồi trong đây nó sẽ truyền vào một số thứ. Thì trong này mình sẽ truyền thứ nhất là cái default values trước ha. Default values tức là cái form này nó sẽ có bao nhiêu cái field gì đấy. Thì bây giờ mình có cái username trước đi, và mình nói là ban đầu nó sẽ không có gì hết, là cái empty string. Ngoài ra thì mình sẽ còn có add thêm cái validation nữa. Để mình chút xíu, use form thì nó sẽ có đây, nó sẽ có default values này, mình sẽ có ông thần resolver, nhưng mà cái này là để mình sử dụng cái ông thần validation, nhưng mà mình sẽ tạm thời mình sẽ chưa add, mình để cái default value trước đi ha. Trong này thì mình sẽ lấy trước cái ông thần control. Ok, thì nhiệm vụ của mình tiếp theo á là gì? Bây giờ cái form này, bây giờ có cái form rồi nè. Bây giờ dưới form sẽ là những cái form field, là những cái base control, kiểu như là cái input đi. Thì mình sẽ làm sao mình tạo ra một cái input mà mình có tái sử dụng được cho nhiều cái form. Ví dụ login form mình xài cái cũng là, ví dụ mình tạo ra cái input field đi, mình xài cho cái login form được. Sau này mình xài cho cái register form cũng được. Đó, thì bây giờ mình sẽ tạo ra một cái như vậy. Thì ở đây mình sẽ tạo ra một cái folder tên là form. Dưới folder component mình tạo một cái folder form ha. Đây, để mình tạo lại cho các bạn thấy nè. Folder mình tạo là form. Rồi trong cái folder form này mình sẽ tạo ra một cái file gọi là index.ts để mình export tất cả những component trong cái form này có. Tiếp theo thì mình sẽ tạo ra cái đầu tiên là cái input field đi ha, là TLS. Rồi thì trong này mình cũng sẽ, ông thằng này thì mình cũng sẽ export sao from cái input field. Nó chưa có thì nó sẽ báo lỗi. Vào đây thì mình sẽ đầu tiên mình import cái ông thằng là React from React này ha. Sau đó mình sẽ export cái function của mình gọi là input field. Đó. Rồi thì cái ông thằng này mình chưa làm gì hết, mình return luôn luôn. Thì trong cái login form này mình sẽ có nhiều cái rồi material UI. Rồi thì ở trong này mình sẽ có nhiều cái control, thì trong đó mình sẽ có cái ông thằng là input field. Rồi ví dụ mình có nhiều cái mình sẽ cứ nhân đôi là giống gì, ví dụ cái username rồi cái password rồi cái gì gì đấy đó, đại loại như vậy ha. Trên này thì mình sẽ, nó đây sẽ là cái component, chính là cái thẻ form, ok chưa. Rồi thì ngay chỗ này thì mình sẽ có cái thằng gọi là on submit. Rồi thì ngay chỗ này mình sẽ có một phần gọi là handle submit. Thì ngay chỗ này các bạn, nếu các bạn mà không sure thì các bạn có thể là đây mình gọi là hand, mình có một cái function gọi là handle form submit hoặc là handle submit, nhưng mà handle submit đó thì nó sẽ là bị trùng đó, cho nên là thường á là mình sẽ để thêm cái tên, ví dụ handle login submit. Thì lúc này bạn sẽ lấy được cái values là cái form values ha. Từ từ mình tính tính tiếp tới cái vụ này, thì mình sẽ, chỗ đây mình sẽ sử dụng bằng cách là handle submit, sau đó mình sẽ đưa cái hàm handle login submit của mình vào đó. Trên này là cách sử dụng của nó ha. Mình tạm thời mình để any trước đi ha, cho nó thôi cứ console log tạm ra đi, chưa làm gì cả ha. Ok, để tạm any đi ha, mình sẽ xử lý nó sau đó. Để mình chút xíu, bây giờ mình sẽ qua cái trang login này. Rồi ok, thì lúc này các bạn sẽ thấy là mình sẽ có từ cái form này bắt đầu, nó sẽ có những cái form field là những cái input field ha. Thì những cái input field này mình sẽ cài đặt như thế nào? Cái ở đây mình sẽ sử dụng một cái ông thần mình gọi là cái use controller, mình cái use controller ấy sai rồi,
Controller. Rồi, thì ở đây mình sẽ cần nó nhận vào một số thứ ha. Mình sẽ khai báo một cái props cho nó là input field props đi ha. Thì trong đó mình cần sẽ nhận một số thứ, nhất là có mình phải có name nè, có thể là label thì có thể có hoặc là không nè. Rồi về mình sẽ có thêm một cái ông phần quan trọng, đó là cái control, thì nó là kiểu dữ liệu là của control của rạc hút form. Và do là chỗ này các bạn cần phải truyền cái dữ liệu của cái form đấy, nhưng mà do là mình làm cái quỹ này nè cho tất cả các form mình, nhưng mà mình không biết trước là cái kiểu dữ liệu gì, cho nên là thôi mình để any luôn, tạm chấp nhận kiểu như kiểu nào mình cũng chịu. Rồi thì đó chính là cái ông thằng control. Bây giờ mình sẽ tạm mình lấy ba thằng này trước, rồi có gì cần thêm á, thì mình sẽ đến sau, được chưa? Ở đây mình sẽ có cái gọi là input field props, thì mình sẽ có ba thứ ha, gọi là name này, label này và thằng control. Và mình sẽ cần truyền vào cái use controller này là cái thứ nhất là cái name, cái thứ hai là cái control đó. Rồi cái mình sẽ trả về được á thì các bạn có thể là check ở trong này ha. Ví dụ như là use controller này thì bạn cần truyền vào cái name và cái control, thì cái name là cái require, rồi cái control thì nó sẽ kết hợp với là thằng use form á, thì để nó sẽ kết hợp để nó lấy được kiểu như là cái control này sẽ chứa thông tin của tất cả các control, và nó dựa vào cái name này để nó biết là bạn sẽ lấy value của cái control name nào đó. Rồi nó sẽ trả về cho bạn một loạt nè ha, trong cái field và cái field state. Trong cái field thì nó có on chain, on blur, value, name, ref. Field state thì nó có invalid này, một mớ này ha. Thì bây giờ mình sẽ xài nào thì mình xài trước. Ví dụ cái field, trong cái field thì mình sẽ có on chain, on blur, cái value và cái ref. Rồi trong cái field state thì mình sẽ có cái là để mình xíu coi. Field state mình sẽ có invalid nè, error, mình sẽ có error. Rồi mình có invalid, cái này là nó là deprecated, hoặc mình xài cái error đi. Ok. Rồi thì nhiệm vụ của mình trong thằng input field là gì? Thì có thấy ha, khi mình nói là cái thằng form field này nè, nó chính là một cái cầu nối, một cái coordinator giữa cái state và cái UI control. Như vậy ở đây ha, các bạn thấy là mình đang sử dụng cái ông thằng use controller, và từ cái thằng use controller này bạn truyền name và truyền control vào thì nó sẽ lấy ra được những cái thứ như là value của cái control name này. Ví dụ chẳng hạn như là cái form của bạn có username đi ha, thì cái username này có một cái nữa, ví dụ là password, ví dụ vậy ha, ví dụ cái là password, thì nó sẽ dựa vào cái này nè, cái name đây là chính là cái name này ha các bạn ha, nó dựa vào cái name này để nó biết được là nó sẽ buy cái, nó sẽ lấy cái value nào. Rồi nó sẽ biết on chain on blur là cho cái control nào. Đó chính là cái name này nó khá rất là quan trọng ha. Rồi thì cái này là cái nơi mà các bạn đã lấy được cái giá trị như là on chain on blur value của cái control của mình rồi. Bây giờ nhiệm vụ của bạn là phải làm sao buy được cái này nè lên được UI. Thì ngay chỗ này chính là cái phần UI control. Đây chính là cái phần UI control. Thì ngay chỗ này bạn muốn render cái gì cũng được. Render gọi là whatever you want luôn, whatever you want luôn. Miễn là sao bạn buy vô được cái on chain on blur này thôi. Ví dụ ở đây ha, mình đang là input, tức là mình sẽ phải render một cái thẻ input gì đó ở đây. Nhưng mà ví dụ chẳng trường hợp mình nói là mình không muốn render input mà mình render một cái thẻ deep bình thường thôi. Một cái thẻ deep bình thường thôi. Ok. Rồi. Mình để một chút xíu. Rồi. Cái box là mình đang sử dụng cái trong cái MUI system. Chỗ này sẽ phải là MUI system. Nãy import nhầm thì phải. cái login form, ok, cái input field, cái này cũng vậy của thằng MUI system. Rồi. Thì nhiệm vụ của mình là phải buy vào, ví dụ chẳng hạn như mình sẽ render cái value lên. Mình sẽ render cái value lên. Sau đó là mình nói là khi mà mình click lên cái ô này thì nhiệm vụ của mình là mình sẽ gọi là change và mình tăng cái value nó lên, tức là value cộng 1, ví dụ vậy. Nên mình gọi là đây một cái custom control. Mình có thể khai báo, mình add thêm cái ref nó vào đây. Thì cái ref này sẽ giúp các bạn là khi mà bạn làm cái form đó nó có error thì bạn bấm submit thì nó sẽ tự động spawn lên cái control mà có cái error, mà cái control đầu tiên có cái error, thì bạn cần phải buy cái ref này ha. Thì ví dụ đây chẳng hạn là thay vì mình làm cái input field mình phải render cái input gì đấy, thì thật ra không cần, bạn muốn render cái gì cũng được ở đây, nói chung bạn muốn render cái gì cũng được, miễn là gì,
bạn cần phải render được cái value này lên cái UI, và khi mà cái UI này nó có tác động gì đấy, cái event nào đó xảy ra, bạn cần phải gọi cái onChain này và cung cấp cái value mới đó. Thì tùy vào quý, chẳng hạn bạn dùng input thì bạn sẽ render chỗ này là cái input, bạn mà dùng chỗ này là cái checkbox thì bạn sẽ render lại cái này là cái checkbox, chỗ này là một cái daytime picker thì bạn sẽ render nó một cái daytime picker, chỗ đây là một cái photo upload thì bạn sẽ render cái hình để bạn có thể cho user nó select và nó upload lên, sau đó bạn review cái image. Hoặc là đây có thể là một cái map picker để bạn có thể là dùng user nó gọi là nó drag and drop cái kiểu để nó select đúng cái tọa độ, vân vân. Tức là ngay chỗ này kiểu gì đó bạn muốn render cái gì cũng được. Ở đây mình ví dụ mình muốn render cái box cũng được ha. Miễn sao bạn render được cái value này lên. Cái value này nó có thể là bất cứ thứ gì, nó có thể là một cái string, nó có thể là number, nó có thể là object, nó có thể là array, nó có thể là bất cứ thứ gì ha. Cái value này có thể là thứ gì cũng được. Rồi, ngay chỗ này thì mình ví dụ trong trường hợp này mình đang sử dụng nó là dạng number thì mình ví dụ vậy ha. Thì mình sẽ ví dụ trường hợp đây mình cho đây là số 1. Ví dụ đây cho mình cho số 5, ví dụ vậy ha. Thì nhiệm vụ của mình cần chuyển qua là thứ nhất là cho cái name, name của nó là username nè. Còn cái ông thần dưới đây là name là cái ví dụ là password ha. Đó. Rồi, sau đó là ở trên này bạn cần chuyển cho nó thêm một cái nó gọi là control, thì mình chuyển cái control mà nó trả về từ cái use form này, đó mình cần chuyển vào như thế này. Là xong. Đó, ngon lành không? Bây giờ mình sẽ thử ha. Thì các hiện tại mình đang có một cái control input field rất là quái vậy, đó là đó là nó sẽ render cái giá trị lên nè, và khi bạn click vô nó thì nó sẽ tăng cái giá trị đó lên. Rồi mình thử ha. Ok, để mình xíu nè. Rồi đây, thì các bạn sẽ thấy là để mình zoom này to lên xíu. Các bạn có thấy là hiện tại là mình đang có hai cái input field này. Đây, cái 1 và 5. Thì ở đây mình có thể render thêm ví dụ như là thêm cái name vô đi ha, cho nó khác biệt xíu, cái name rồi hai chấm value. Thì để cho nó ra cái chữ đó username và cái số 1 và cái password là số 5. Thì bây giờ mình nhiệm vụ khi mà mình click lên nó ha, khi mình click lên cái username thì nó sẽ tăng lên. Đó, password nó sẽ tăng lên. Các bạn thấy không? Thì đây cũng là một cái form control. Các bạn thấy không? Tức là bạn bạn chỗ này các bạn sẽ thấy, nhìn lại cái bản đồ này chút xíu ha. Nhìn lại cái này chút xíu để các bạn hiểu được cái flow này. Bạn thấy là đầu tiên là cái login page nó sẽ chứa cái login form. Trong cái form này nó sẽ xử lý về form values, form validation quỹ gì đấy. Trong cái form này thì sẽ có nhiều control. Thì trong đó ví dụ có cái input field này. Thì cái input field này nhiệm vụ của nó là làm sao lấy được giá trị của cái control đấy, lấy ra được, bạn sẽ lấy được on chain on blur value gì đấy. Khi nó lấy ra được rồi, nhiệm vụ của bạn tiếp theo là render và bind cái này lên trên UI. Đây chính là cái phần UI control. Đây là một cái gọi là một cái phần UI control ha. Đó, thì chỗ UI control này bạn bạn muốn render cái gì cũng được. Bạn muốn render cái gì cũng được. Cho nên là ví dụ chỗ này mình hôm nay thì mình sẽ dùng chẳng hạn mình dùng MUI, mai mốt bạn dùng AnDesign, mai mốt bạn dùng cái Bootstrap, hay là bạn muốn dùng một cái custom UI nào đấy, tùy bạn. Ví dụ ở đây trong trường hợp này là một cái custom UI này. Thế đó, thì nó sẽ có thể là nó chả có tuân theo quy tắc nào cả ha. Miễn sao bạn render được cái value lên này. Rồi bạn khi nào mà có event xuất hiện á, bạn dùng cái on chain này. Đó, ok không? Là nó ra một cái control rồi. Đúng không? Rồi bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mình là gì? Mình gọi là implement cho nó đúng là biến cái này thành một cái input field ha. Thì thay vì bây giờ mình render một cái box để mình click click thì nó hơi không đúng. Thì bây giờ mình sẽ đổi lại, thay vì mình render một cái box này thì mình sẽ gắn cái ông thần nó gọi là thằng text field. Tức là mình ở bên thằng material nó sẽ có một thằng nó là text field để mình render cái ô input lên. Đây chính là cái ông thần này đó. Thì bây giờ nhiệm vụ thay vì chỗ này bạn render cái box thì bây giờ bạn sẽ render cho nó là một cái text field, sau đó bạn cố gắng gọi là bind những cái thứ on chain on blur value ref này vào thì nó sẽ trở thành một cái input field. Ok các bạn ha. Thì ở trong video này nó khá là dài rồi cho nên là mình sẽ không có làm tiếp cái phần text field này. Ở trong video này mình hy vọng là các bạn hiểu được cái sơ đồ, cái flow mình muốn nói để implement một cái form cực kỳ đơn giản. Và cái control ở đây là các bạn thấy là các bạn sẽ thấy hiểu được vai trò của từng thằng, từ cái login page xuống login form xuống cái form field, những cái base control, rồi từ cái này nó lấy được cái state thì nó sẽ bind lên UI control của mình, để các bạn thấy được cái flow cũng như là chỗ UI control này nè. Bạn muốn cài đặt bất cứ control nào cũng được, chứ không phải nhất thiết là trong cái khóa học của mình chỉ có implement ví dụ ba loại control, là nó chỉ có ba loại control. Không, bạn có thể làm bất cứ loại control nào, miễn bạn viết được logic của nó, miễn bạn render được cái value của nó, bạn biết khi nào cần phải change value của nó là xong. Ok.
Ok ha, rồi các bạn thử làm giúp mình cái việc là thay thế cái box này thành cái text field để biến cái này nó thành một cái input thiệt để khi mà bạn có thể là gọi là khi bạn nhập vào đây ha, nó ra được cái username, cái password, rồi các bạn lock cái nó submit thì nó ra được cái value ở đây, thì coi thử các bạn làm như thế nào ha. Các bạn thử làm rồi sau đó so sánh kết quả của mình ở video tiếp theo ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nha.